trời ơi dễ thương cơ nè, đẹp một chủ ý khách luôn kìa. Bây giờ ừ. Anh không tay mà người tay dễ sợ luôn. Anh nói em nghe biết sao không, tại vì người chị nó sắp sửa tính là nữ bảo lãnh gia đình đi qua bên Adelaide. Adelaide, Adelaide là đâu ba? Là đâu Úc. Quay lên cái điện thoại nhìn thấy nó đẹp quá ha. Đẹp không? Đẹp thế à? Năm ngàn hành mua luôn. Yeah.
hiếp à, con hiếp nhỏ à,